Bác thêm cho em một chút nước lã xuống nhá. Em một ít nước, ít nước xuống. Rồi các bác đảo đều. Đảo nhẹ tay các bác nhá. Mạnh là mạnh tay là đậu sẽ nát hết. Thế là món thịt sốt đậu cà chua sắp hoàn thành. Nó sẽ không nát đậu. Chúng ta hạn chế đảo nhá, đảo nhiều sẽ nát đậu đấy, vì đây. Nó sẽ không đẹp. Đậu phụ. Ta cắt từng miếng các bác nhá. Chúng ta cứ cắt từng miếng rồi cho vào chảo rán. Cắt miếng to rán ở trên, cắt miếng to xong mình thái miếng cắt mình không mình là sẽ làm miếng nhỏ. Nay mình sẽ vào bếp làm món thịt sốt cà chua các bác nhé. Đấy, các bác cùng xem hết video này nhá. Này đầu tiên là đậu phụ, thái đậu phụ. Bây giờ cho vào chảo rán. Miếng một. Đây miếng to này rán danh rán cho mình thế đấy. Rất kèo nhá. Món này thì rất là dễ làm các bác nhá. Dễ làm nhưng mà phải nói thật sự là dễ làm với những người biết làm thôi, còn những người biết làm thì rất là khó làm đấy. Thì các bác mà biết làm được thì các bác chia sẻ cho nhiều người mà chưa làm thì món thịt đậu này thì thịt đậu cà chua này thì các bác chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Các bác cố gắng xem hết video này nha, rất là hay các bạn. Mình sẽ làm từ A đến Z để món thịt đậu rán đậu cà chua rất là ngon. Nay vào bếp, sổ tay vào bếp luôn các bạn ạ. Đây bắt đầu rán đậu. Đấy. Cứ thế thôi, cứ rán đậu đợi khi lúc nó vàng là mình được. Đây. Đậu đã rán được một mặt rồi, mình lại lật thêm mặt nữa vì cái món này mình không cần đậu phải rán kỹ quá đâu, nó bình thường thôi. Đấy, đây. Rất là bác rán nên là chả trồng dính nhá, vì rán đậu bằng đũa rất là khó luôn, nó là cả một nghệ thuật đấy các bác ạ. Không phải rán đậu là ai mà ô đậu cho đậu vào rán là được đâu, rán đậu là cả một nghệ thuật. Không cháy, không nát. Thành miếng, nguyên chi. Đấy là vấn đề. Đấy gọi là đạt đến đỉnh cao rồi, rán đậu rồi đấy, rán đậu bằng đũa không nát. Đợi mặt nữa. Trong khi chờ đợi đậu chín, mình tranh thủ mình lại thái cà chua. Thái cà chua cũng làm cả một nghệ thuật các bác nhé. Các bác về đây, phải thái tỉa cái đầu cà chua đi. Đấy, đây này. Tỉa ra, nếu không ăn cái đầu này nó sẽ cứng nhé các bác. Đấy, mình sẽ làm từng tận này. Cà chua cứ thái ra. Cà chua này cà chua thóc, không phải cà dạng quả cà chua to nhé. Đây, trong khi chờ đợi đậu chín, mình sẽ thái như thế này. Mình sẽ sơ chế cái giai đoạn này trước. Các bác bảo làm món thịt diêm đậu cà chua rất là dễ, không dễ đâu các bác ạ. Cũng nhìn nhằng phết đấy, liều đồ lắm. Các bác cứ là xem hết video này, mình sẽ làm từ A đến Z xem mình có những thứ gì nhé. Đây, cà chua mình sẽ thái rất là dài ra. Đấy, tỉa cái đầu phải tỉa, các bác tỉa này, đấy, kiểu này này, đấy. Cho chéo nhá, nếu không nó sẽ, nhất là nó không tốn cà chua. Đấy, trong người ta bảo trong bếp thì không tốn cà chua. Đấy, cái đầu bỏ đi. Cái chua thóc nó ít hạt. Đây các bác ạ, đây này, nó ít hạt này. Để ăn sống được luôn nhé. Đậu đã rán xong hai mặt các bác nhé. Đây, nhìn vàng không ạ? Đấy, mình đây. Đây là nhìn này, cứng hạt đậu nhá. Đây, mình cứng hạt đậu, luôn. Dưới các bác thớt, xong rồi mình thái từng miếng một. Đây, từng miếng đậu. Đấy, rán đậu cả một nghệ thuật đây mình nói rồi. Đấy, nó là bằng đũa góc cơ. À, thái bằng một miếng một thì nó sẽ bốn góc nó sẽ được cháy đều hơn, nhưng mà nó sẽ lâu các bác ạ. Đấy, nó không khó rán, mình rán kiểu này là mình từng làm miếng một luôn. Từ to bản luôn, rán nó dễ. Cho thớt xong, bây giờ mình sẽ thái nhỏ ra. Đấy. Các bác nhá, đậu dần nóng này. Đấy. Đây. Đây. Thớt ra trơn. Nhìn ngon không ạ? Các bác nhìn ngon không ạ? Đấy, cái này đậu chấm mà ăn mà chấm mâm tôm luôn, mình sẽ cho cái âu này. Chấm mâm tôm rất ngon nhá các bác nhá. Này.
Vậy là chúng ta đã xong một âu động khói nghi ngút. Mình chuẩn bị sang bên thịt. Đây thịt đây. Bên thịt này, giờ thái ra thịt này. Đang rán đậu trước, bây giờ thái thịt để cho lên chảo rán nhé. Thái bây giờ mới lên thái thịt. Đến lúc thái thịt. Xong. Chảo này có mỡ già, chúng ta cho thịt xuống. Trong khi chờ thịt chín chúng ta sẽ thái hành. Bác chuẩn bị hành nhá. Hành này không phải mua ở chợ nhá, hành tự trồng nhà nhá. Hành các bác cứ thái khoảng 1 phân 1. Nhưng mà càng nhỏ thì nửa phân được, càng nhỏ sẽ bám vào thịt tự động, ăn sẽ ngon hơn. Hành nó không cứ các bạn cứ từ phân với nửa phân thôi. Miễn là sao không để cả cây hành. Mình muốn bắt mắt và nhìn nó đẹp thì mình sẽ thái nhỏ hơn, thái nhỏ lúc đó mình sẽ bám vào thịt. Thịt này các bác nhá, không được chua, cho cà chua xuống, xả vào thịt luôn. Nha, bảo đây, cho cà chua nghiến đi, xào. Bắt đầu thơm dần và bắt mắt dần các bác nhé. Các bác thấy chán thịt nhiều quá thì trong những cuối năm thì mà chán thịt nhiều quá chúng ta làm một bữa ăn như này cho ta muối nếm gia vị vừa đủ nhé, không cần không mặn quá đúng không? Đây, cứ đảo đều. Món này ăn đi làm việc về ăn cơm rất là ngon, và những hôm cuộc rượu cả gia đình ăn cơm Tết rồi, chúng ta làm cái món thịt đậu, thịt sốt đậu cà chua này ăn để ăn cơm cũng rất là ngon và khỏe. Cả bữa cơm gia đình cái Tết này cũng có màu đỏ rất là hạnh phúc mà rất là bắt mắt. Đây, chúng ta chỉ là xào đều ủ tí. Bước tiếp theo mình sẽ đổ đậu xuống. Bác thêm cho em một chút nước lã xuống nhá. Cho một ít nước xuống. Rồi các bác đảo đều. Đảo nhẹ tay các bác nhá. Lạnh là tay đậu sẽ nát hết. Thế là món thịt sốt đậu cà chua sắp hoàn thành. Chúng ta dùng đũa nó sẽ đắt đậu các bác, một tay đũa một vào một tay thìa. Đây. Đấy. Nó sẽ không đắt đậu. Chúng ta hạn chế đảo nhá, đảo nhiều sẽ nát đậu đấy. Vì đây. Bác nó sẽ không đẹp. Bây giờ bước theo nếm gia vị xuống. Để xuống. Bác nào muốn thích hạt tiêu thì các bác cho hạt tiêu xuống nhé, vì món này có hạt tiêu. À. Đến bước cho hành mình tắt bếp đi nha các bác nhá, vì hành trên rất là nhanh, thế là đã được, mình cứ đảo đều cho nó hành sẽ nhiều màu rồi. Đều hành thôi. Bước tắt hành cho hành xuống, tắt bếp đi nhá. Đấy, thế là đã được một bữa thịt sốt đậu cà chua, làm rất đơn giản. Các bác xem video này hay thì các bác ấn cho mình nút đăng ký để ủng hộ kênh YouTube Thiệu Trần, và nhớ ấn chuông để mình cập nhật thêm video mới, nhưng mình có ra động lực ra nhiều video hơn nữa các bác nhé. Đây này, bây giờ chúng ta chỉ cho vào đĩa thôi là được. Đấy, và bày lên mâm cơm gia đình.
Đấy, cái video mình làm thịt sốt đậu cà chua đến đây cũng là kết thúc. Thì xin mời các bác một lần nữa, các bác xem hay thì các bác chia sẻ cho mình xem, và người các bác biết rồi thì thôi, các bác là chưa biết rồi và chia sẻ cho mình chưa biết để món làm thịt đậu món sốt đậu cà chua. Thì món này ăn đi làm về ăn rất là ngon, mình cũng là rất là tuyệt vời các bác ở đây. Ăn cơm này, đấy, ăn răng. Đó là xong các bác nhé, đây này, đấy. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé. Vì mình sẽ có làm nhiều món hơn nữa. Này là món thịt đậu sốt đậu cà chua. Đấy là hết.